Chào các bạn, sữa là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu kết hợp không đúng cách, nó có thể dẫn đến mù lòa, vô sinh. Nhiều người thường có thói quen kết hợp nhiều thực phẩm cùng sữa mà không biết rằng chúng có thể gây hại cho sức khỏe. Sau đây là những thông tin chi tiết bạn hãy chú ý nhé. 1. Sữa kết hợp với trái cây. Nhiều người có thói quen trái cây cắt nhỏ, nghiền chung với sữa, sữa chua để làm thức uống. Tuy nhiên, những loại trái cây như chuối, dâu, dưa, chanh, cam, v.v. khi ăn vào sẽ tạo nhiệt trong hệ tiêu hóa, còn sữa lại tạo cảm giác lạnh. Khi sữa và trái cây kết hợp, tính chất đối lập của chúng có thể gây phản ứng tiêu hóa, mất cân bằng hệ thống vi sinh khuẩn đường ruột. Dùng chung với sữa và trái cây thường sẽ gây cảm lạnh, đau bụng, dị ứng, thậm chí là tiêu chảy. 2. Thịt. Sữa là loại thực phẩm rất giàu chất dinh dưỡng. Để phân hủy được sữa, hệ thống tiêu hóa phải làm việc khá vất vả. Kết hợp sữa chung với những loại thực phẩm có nhiều protein khác như thịt sẽ gây áp lực lớn đối với hệ tiêu hóa. Ngoài ra, sữa không như những loại thực phẩm khác, không thể phân hủy trong tá tràng ruột non. Khi uống sữa, dạ dày cũng không tiết ra dịch để tiêu hóa. 3. Cá. Kết hợp cá với sữa có thể gây hại cho cơ thể, ảnh hưởng lên da, gây dị ứng. Ngoài ra, nó cũng có thể gây ảnh hưởng lên hệ tuần hoàn và gây ra bệnh tim. Những người bị chứng tiêu hóa kém sẽ bị khó tiêu khi ăn cá chung với sữa. 4. Muối. Sữa và muối có những tính chất hoàn toàn đối lập, tương phản nhau. Khi dùng sữa với muối sẽ có nhiều nguy cơ gây hại cho cơ thể. Có thể bạn không thấy những hậu quả tức thì, những thói quen ăn uống xấu trong nhiều năm sẽ dần làm suy giảm sức khỏe của bạn. 5. Sữa có thêm chocolate. Có người cho rằng, mặc dù sữa thuộc loại thực phẩm có protein cao, chocolate lại là thực phẩm năng lượng, hai loại kết hợp lại nhất định sẽ có lợi ích lớn cho sức khỏe. Nhưng thực tế lại không phải như vậy. Sữa trong dịch thể thêm chocolate sẽ làm cho canxi trong sữa và axit oxalic trong chocolate sản sinh ra phản ứng hóa học, hình thành canxi oxalic acid. Và vì vậy, chất canxi vốn dĩ có giá trị dinh dưỡng lại biến thành một chất gây hại cho cơ thể. Từ đó gây ra thiếu canxi, đau bụng, trẻ em sinh trưởng chậm, tóc lông sơ cứng, dễ gãy xương và tăng tỷ lệ phát bệnh sỏi đường tiết niệu. 6. Đun sôi sữa. Rất nhiều người có quan niệm khi mua sữa về là cần phải khử trùng. 6. Đun sôi sữa. Rất nhiều người có quan niệm khi mua sữa về cần khử trùng, vậy là đun sôi sữa lên. Tuy nhiên, hầu hết các loại sữa trên thị trường là những sản phẩm đã được tiệt trùng, không cần thiết phải đun sôi. Nếu thực sự quá lo lắng thì có thể đun sữa ở nhiệt độ 70 độ C và đun trong 3 phút. Nếu đun ở 50 độ C thì đun trong 6 phút để đạt được mục đích khử trùng. Thời gian đun quá lâu có thể khiến lactose trong sữa chảy ra, có thể gây ung thư. Ngoài ra, khi đun sôi sữa, canxi phốt phát sẽ chuyển sang tính axit lắng đọng khiến mất hết giá trị sẵn có của sữa. Chúc các bạn một ngày vui khỏe. Các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.